Cô Nương chào cả nhà mình nha. Bữa nay cô Nương sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình xếp mấy cái hộp bé bé như thế này nè. Đó. Hộp lớn hộp nhỏ gì cũng được, tùy theo khổ giấy nha cả nhà. Để chi khi mà mình ngồi ở trong nhà mình ăn vặt này nọ đó, vỏ hộp dưa hay là những gì mình đào làm biếng anh đi dục, mình có thể bỏ đây xong mình gom đi bỏ luôn lần một. Rồi bắt đầu sử dụng là bằng những tờ giấy này, tờ giấy gì cũng được, giấy tập vở thì xếp hình nhỏ, hay giấy A4 thì xếp hình lớn, mình có gì mình tận dụng cái đấy nha. Rồi bắt đầu cô hướng dẫn, trước hết mình sẽ xếp đôi cái tờ giấy này lại nè, rồi lần nữa xếp làm tư lại. Đó, qua đây mình đặt cái giấy dấu, mình dặt ra. Đó, cả nhà thấy cái đường này không? Xếp cho ngay giữa, vuốt nó thẳng ra, lật qua, tương tự như bên này. Mình xếp lần vậy nữa. Đó. Lật qua. Rồi, mấy góc mình sẽ xếp qua. Này. Xếp cả bốn bên. Rồi xong. Mình sẽ bẻ cái chân nó lên. Bên này, rồi xong rồi bẻ bên này. Đó, cuối cùng rồi mình gập cái đầu nhỏ này xuống. Rồi xong rồi mình cứ xếp lớp như vậy. Để rất là gọn gàng. Cái nhỏ thì hộp nhỏ, lớn hộp lớn đó, mình sẽ làm nguyên một nhiều nhiều cái hộp như vậy, mình buộc thun lại. Mỗi lần mình sử dụng thì mình chỉ cần lấy như vậy. Đó, mình lật ra. Đó. Khi mình ăn cái gì mình muốn bỏ rác thì mình có sẵn cái này. Mình khỏi cần lấy cái gì hết, mình bỏ vô đây. Đó, tiện lợi không? Rất là tiện lợi, nhất là đối với mấy em học sinh học trong phòng mà lười đem bỏ rác đi dục, có thể bỏ dưới đây xong rồi mình đem ra ngoài, mình bỏ vào sọt rác. Vậy là xong phải không cả nhà? Tiện lợi không? Xong rồi đó. Ví dụ mình muốn ăn cái gì mình có thể đổ vào đây. Đó, nên có một điều cái phận vô đây. Mình cứ nhặt mình ăn đi. Khi nào mà có rác thì mình lấy thêm một cái nên để rác một bên. Chúc cả nhà vui vẻ nha.